Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Có đến chỗ nhà của anh Thuận và có review một số cây bông trang, cây mai. Và có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Rồi, chào anh Thuận. Rồi, chào anh Thuận, chào bà con khán giả cũng ủng hộ. Vừa rồi mấy clip đầu cũng hết 100%. Vừa clip này cũng về được mười mấy phôi trang rồi với cây mai với cây dâu tầm ăn có trái ở dưới vàng Pháp. Dạ. Rồi. Mình đọc số điện thoại Zalo luôn anh. Số điện thoại em là 0939 869 389. Rồi. Rồi, đầu tiên là cây số 1. Mày quên bả đi. Cây số 1 này cây bông trăng đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây này một cốt mà zin luôn đó. À, nó có củ bự. À, chiều cao luôn anh. Chiều cao 1 mét đi, nó hơn 1 mét mà kính 1 mét thôi. Dạ. Mét. Tán ngang luôn. Tán ngang nó 80 thôi, nó 8 mấy cỡ 80 thôi. Dạ. Cây này đế nó có cũ nè bà con. Mình đo chú nhỏ đi. 16 gửi. Gửi như 16 đi. Rồi 16 đi. Rồi nó có cũ bự nè. Cũ này bự. Cũ này 37. Rồi. Khó khăn đó khoảng 20 không anh? 30. 30 luôn ha. Dạ. Khó khăn 30 đó. Rồi, mình quay dòng đế luôn anh. Rồi, cây số 1. Số 1 này giá 1 triệu 9 bao ship toàn quốc nha bà con. Dạ. Số 1, 1 triệu 9. Rồi, cây số 2. Rồi, cũng bông trăng đỏ đó nhỏ luôn nha bà con. Cái này cái tàn nó hơi to à. Rồi chiều cao. Chiều cao này cũng 1m3 đi. Nó 1m3 cái 1m3 thôi. Rồi tán ngang luôn anh đây. Tán ngang này 1m thôi. Rồi 1m luôn. Mét đi. Mét mấy mà cỡ 1m thôi. Cốt cây này nó cũng một cốt zin luôn. Cốt này mà 13, đo trên đây 13. Dạ. Rồi nó có cái cũ. Cũ này 33. Rồi, cũ 33. Rồi nó còn nguyên cái đế này mà không có móc mà, tại vì cái mai cái bông trang để tàn đó. Móc thân này 34. Rồi, cây số 2. Cây số 2. Trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ. Cái này cũng 1 triệu 9 nữa, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1 triệu 9 luôn nha bà con. Dạ. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Cây số 2. Cái đó này. À. Rồi, cây số 3. Cũng cây bông trăng đỏ đó nhỏ luôn bà con ơi. Chiều cao. Cao này 1 mét đi, 1 mét móng mà cỡ 1 mét thôi. Dạ, tán ngang luôn. Tán ngang cây này 80 thôi. Rồi. Quành. Quành chân đây nha bà con. 19. Xét cũ này đo trên đây 19. Rồi chỗ này 11 gửi. Rồi, cái này đế là 19 nha con. Dạ, có nó cũng có cái bể nha bà con, cái này nè. Cái này cái số 3. Cái này số 3 giá 1 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu 500 ngàn. Rồi, cây số 3, 1 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, cây số 4 luôn anh ơi. Rồi, cây số 4 cái bến nữa đi.
Trời đi hồi nói. Cây số 4 này cũng cây chân đỏ đó, nhỏ nghe bà con. Chiều cao là 1m1 mà cái 1m thôi. Rồi, cao 1m. Đo trừ hao cho bà con đi. Bề ngang này 7 mấy kể 70 thôi. Dạ. Cây này cũng một có nghe bà con, nó có hơi bị nứt chỗ này nghe, hồi đó người ta bị làm nứt mà bây giờ nó liền nghe bà con. Nứt này có nè. Xử lý vậy không anh? Không, này nó liền bon rồi nè. Từ từ tự nhiên luôn ha. Tự nhiên bị đó nứt này cũng lâu rồi. Nứt con bên mà sống dạ. Bình thường 100%. Dạ. Cái này mình đo ngang đây đi. Ngang đây 17. Rồi, hoành 17. Dạ. Thoát thân này 44. Rồi. Cái này không có hơi gì, nó nứt có chút xíu này à. Nứt có dạ. Phần 3 cây à. Không có dạ. Nứt cái da mà. Rồi, cây số 4. Cây số 4 này giá 1,5 triệu luôn bà con ơi, bao ship toàn quốc luôn. Số 4 giá 1,5 triệu. Rồi, cây số 5. Số 5. Chiều cao này cũng 1m luôn bà con ơi. Rồi, chiều cao 1m. Hơn 1m cũng cỡ 1m thôi. Đo trừ hao đi. Tấn ngang này 60. Rồi. Cây nào cũng có đế chứ, cây này cũng già lâu năm chứ đó bà con ơi. Cộng sao động cộng hoài. 12 mấy là cỡ 12 đó. Ở dưới này cũng có củ bự bự nè. Củ này 18. Rồi, quay vòng luôn anh. Rồi đó, thoát thân 40. Rồi. Cây thứ mấy? Cây này cây số 5. Giá nhiều. Cây số 5 này giá 1,2 triệu bao ship đồng quốc bà con. Rồi, cây số 5 giá 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu. Cây số 6. Cây số 6 này nó đa thân nha bà con, hai cây nó khích. Một cây lại hai cây. Bề cao cũng hơn mét thôi. Dạ. Kể bà con cây nào cũng mét, hơn mét cũng cỡ mét thôi bà con ơi. Trừ hao đi. Cây này bề ngang cũng 60. Đâu bằng vô. Cây bự này hoành cũng 12 gữ. Rồi 12,5, hai cây luôn anh. Hai cây để con cộng bên đây là 22. Rồi, hai cây luôn. Hai cây này đến 30 35 đi. 35 đi. Cây này thoát thân cao nè. Cây này thoát thân tới 70 ạ. Rồi. Này bà con mà muốn về tách ra hai cây cũng được nè, tách ra được hai bụi. Cây này cây số 6 nha bà con. Cây này cũng giá 1,2 triệu luôn, bao ship. Như cây 600.000 bụi này 1,2 triệu bà con ơi. Bán cho bà con giá mềm dễ xài. Cây là 2 cây. Bụi 2 cây, hai giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Về mẫu nữa nha. Về tách ra luôn. Rồi. Chân vàng. Treo chân vàng đá nhỏ nha bà con. Cây này cây số 7. Chân vàng, cây này già lắm, nó lên da me hết trơn bà con ơi. Thôi kệ đi. Nó nhiều quá. Cây này nó có cành bay nè, đẹp lắm nghe bà con. Cành bay đo tới đây nó 67. Rồi. Cái khúc bự này nó 47 nè bà con. Khúc bự này 47. Rồi, hoành luôn. Hoành này 15 thôi, 15,5 kìa. Rồi. Nó có củ nè bà con ơi. Củ này 30 35 ha. Dạ dạ, 35 đi. Rồi. Cây này nó già lắm. Cây này có cành bay nữa, uống cái cành gớt này đẹp lắm nghe bà con. Này bông chân vàng, lá nhỏ. Rồi, giá luôn. Cây này giá 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cây số 7. Cây số 7 giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi tới lên cái mai đi. Cái mai này cái mai xù nghe bà con, cái mai xù cho me hết trơn rồi đó.
Nó cái câu con này con thú là xù hết trơn cái mình nè. Xù cái ghế cái thân xù hết trơn mà nó hơi có thẹo nha bà con. Nó có thẹo này cũng không thua gì. Nó kéo mũ hết trơn rồi nè. Cây này mạnh hết trơn. Cái này xù. Xù kêu xù da me nè. Chiều dài con thú này nó 20-23. Rồi. Hoành. Hoành chỗ này 21. Rồi. Rồi, đo cái bệ đế này, cái bệ ghế này nè. 34. Rồi. Cây này giá 1,2 triệu cây mai vàng nha bà con. Rồi, giá 1,2 triệu luôn. Cây này mai vàng cây số 8. Mai vàng giá 1,2 triệu. Bao ship nha bà con. Rồi cây dâu đầm ăn. Dâu này cũng hơi hình thú này, nó ra mầm cho cây dâu ăn này là nó ra trái nha bà con. À, cái giống này nè, cái giống nó ra trái. Cây này cái số 9 luôn đây. Này mình thấy mặt trái hả anh? Có mặt trái là bảo đảm một trái 100% bà con. Ra từ. Không trái thì trả lại. Tại vì cây này mình có cái giống mà hổng mua mấy cây tiếp trước á. Có trái chân rồi, cây này cũng nó nữa nè. Họ mà hổng bứng rồi nó có trái đùm đùm á. Đang ra từ luôn ha. À, đúng được rồi nè. Đang nói cây dâu này dâu số 1 thì cây kia. Không cây. Rồi cây chín. Cây này bề cao nó 30. Rồi. 30 cái hoành chỗ này nó 23. Rồi. Rồi cái hoành cũ. 39. Rồi. Cây dâu đầm ăn này số 9 giá 1,000,000 bao ship toàn quốc luôn bà con ơi, giá mềm. Giá dữ. 1,000,000. Giá 1,000,000 luôn. Bán xả vàng bà con ơi, được rồi bán nhiêu mà hết trơn nít nào sạch đến mấy. Cây này cũng dâu đầm ăn nữa bà con ơi, cây này cây số 10. Cây này thì nó ba thân nha bà con. Bốn cốt luôn, cái này bốn cốt. Bốn thân luôn. Bốn thân luôn. Dạ, bây giờ mình đo ta bị cái chiều cao trước đi. 27. Rồi, 27. Đo cái cốt bự cái đi cho bà con tham khảo cốt bự đi. 15 gữ. Rồi 15. 15 đi. Cụm này 4 cây là nó 42. Rồi. Rồi cây số 10 này giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi giá 1,2 triệu luôn. Trái được thoải mái. Bao trái luôn. Bao trái không có trái giả rồi. 1,2 triệu cây số 10. Bao trái luôn nha bà con. Rồi cái này là cây chua. Cây 11 này cây khế chua nha bà con. 11. Khế chua hả anh? Khế chua, khế chua. Cái này giống hình thú nè, giống như mấy bà con mà mua cái cây này ngon là bị cái đít nó bự nè. Cái gì mà bà con mua cái cây gì mà đít bự thì ngon à? Trái xài ha. Trái xài lắm, cái này cây khế chua. Rồi, chiều cao. Chiều cao này 31, kể 30 thôi. Rồi. Cái gì mà mua gì mà đít bự là ngon chắc là cứng khừ rồi bà con ơi. Hoành nó 29. Rồi hoành 29. Nguyên cây cũ luôn anh. Cũ này bự rồi nha bà con. Cũ đo cũ trên đây nghe, không có đo sát rễ bà con. 60. Rồi cũ 60. Cây này cây số 11 cây khế chua. Giá cũng 1,2 triệu nữa. Bữa nay bán sổ bà con giá 1,2 triệu không đó. Rồi cây 13 thì cây mai vàng. Mai vàng lắc. Không ạ. Lắc chỉ lắc à. Mai vàng này cũng nó cũng ẩn lắm nghe bà con, cái hình này đẹp, cái hình này mình nếu đủ chi nó mọc ra đây đây cái nữa là ok đó. Này nó già cho nó muốn xù rồi nè, muốn hơi xù rồi. Chiều cao này hả? 97. Rồi cao 97. À nó có ở nèo, cái hình này nó ở nèo đẹp lắm. Mà cái mai này nó không có đế nha bà con. Đế nó ít. Này ba ghế này nó bấm xuống không, không dạ. Hoành 26. Rồi 26. Cái cũ nè. Cũ nè 36. Rồi. Rồi cây số 12 này là cái mai vàng. Cái mai vàng này giá cũng 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi giá 1,5 triệu luôn nha bà con. 1,12 triệu. 1,500,000. Rồi cây số 13 luôn.
Đó. Rồi, cái này cây vàng Pháp nghe bà con, vàng Pháp lá nhỏ. Cây này cây thần trậu lắm nè. Cây này có củ nó bự. Rồi, chiều cao luôn anh ơi. Cây vàng Pháp này số 13. 90. Rồi, cao 90. Chiều ngang đó. 44. Rồi. Cái này đẹp nha bà con, cái này vô dây rồi, bông nó mới bứng luôn đó. Mình đo cái hoành trên đây, cái đi mỹ cái này nó cũng hơi mình khó đo. 14 rử. Rồi. Mình đo trên này cái củ ghim nó đi, cái cốt ghim nó đi. 8 hoành. Củ này giữ củ rồi. Củ này cũng bà con mà mua mấy cây này, củ này giống như cái cây khế nha bà con. 36. Rồi, củ 36. Xem dòng củ luôn. Cây này, cây vàng Pháp này số 13. Số 13. Giá 1.500.000. Bà ship toàn quốc luôn ha anh. Rồi bao ship cái này bà con cứ mua cái này ok ship toàn quốc luôn đó nghe bà rồi, con. Rồi giá 1.3 bao ship toàn quốc. Chịu gửi, chịu gửi. Rồi giá 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn nghe bà con. Rồi bưng xuống, xuống cây. Số 13. Rồi cây số. Cây số 14. 14 cũng cây vàng Pháp luôn nghe bà con. 14. Cây này thì nó cái tàn nó bự nha bà con, tham tài luôn. Rồi. Chiều cao. Cây cao này 1 mét thôi. Rồi. Nó hơn mét, 1 mét thôi. Nó ngang luôn. Nó ngang này 84. Rồi. Cây này ba thân tam tài nha bà con. Dạ, cây này mình đo hai thân rồi đi, hai cái cốt cái này đi. 14 rử. Rồi, ba cốt luôn. Ba cốt đây. Đo cốt ba cốt mình đo cái đế, cái cụm đế luôn đi. Rồi, cụm đế luôn đi. 20 28. 28. Rồi, mình xây dòng đế luôn anh. Cây này nó có cây nào cũng có cũ, cây vàng Pháp này cây nào cũng có cũ nha bà con. Cây này ba thân tam tài đó. Cây này cây số mà mười mấy? 14. 14. Giá cũng không chịu gửi. Rồi cũng chịu gửi mà con ơi, ba ship toàn quốc luôn. Rồi giá chịu gửi luôn, cây số 14. Bán cái lỗ luôn. Bán bữa nay bán sổ cho bà con luôn. Rồi cây số 15 luôn anh ơi. Rồi cái 15 này quá đẹp nha bà con. Cái này vô dây gọi cho bà con về cái việc mà việc nào mà miễn có báo mình có ship nha bà con thì mình bẻ này nó công công nghe bà con. Rồi cái này đang uống dây luôn ha. Uống dây luôn. Cho dây bà con luôn. Đây là mày cao này cũng 1 mét luôn. Rồi, tán ngang luôn. Cây thành phẩm mà bán rẻ luôn. Không hả? Tán ngang nó 70. Rồi, không phải. 80. Rồi, 80. Rồi, để em quay cận cái bông nghe. Bông gì lắm này. Bông này đẹp lắm nghe bà con. Đây, để coi cái bông nào đẹp. Đây, đây, đây. Đây, đây, cái bông này quá đẹp nè. Vàng Pháp đó nhỏ nghe bà con. Cao cao lên nữa, cao lão. Ôi, bông... vàng Pháp này thần chậu luôn ha anh, thần chậu à, cái này cái thần chậu à. Rồi hoành luôn, cái này gì là chơi rồi đó. Hoành 12 thôi. Rồi 12 không có củ, cây nào cũng có củ cho bà con ơi. Củ 26. Rồi quay vòng đế luôn. Cây này số nhiêu đèn? 15. 15 giá cũng 1 triệu rưỡi bà con ơi. 1.500.000. Rồi giá 1.500.000 luôn. Cây đó đẹp đó. Rồi cây số 16 luôn. Cây 16. Cây này nó mới dâm vô nữa, mới bứng ra mà. Mới bứng nở vô quay cho bà con đó. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao này 1 mét thôi. Nó hơn 1 mét, rồi. Gần 1 mét mốt rồi. 1 mét mốt rồi, cỡ 1 mét thôi. Rồi. Con ăn gian đi. 1 mét mốt cỡ 1 mét à. Rồi tới ngang luôn. Tán ngang trước, tán ngang trước. Tán ngang hả? Tán ngang, ngang này nó bảy mấy kể nó 70 thôi. 70 đi. Ừ, đo ăn gian cho bà con đi. Bảy mấy kể 70 thôi. Hoành này 16. Rồi, hoành 16. Củ quá luôn. Củ này bự nha bà con cái củ này chà bá luôn, 30. Rồi. Cây này cây số 16. Cũng y gan giá nhiều gửi nè, vàng Pháp giá một à. Bán cái lỗ luôn. 1.500.000, cũng bao ship toàn quốc luôn, tới rồi, Hà Nội luôn. Giá 1.500.000.
cây này cũng cũ bự nữa nè. Cây này số 17. Cây này cái cũ này nó cũng đỡ chứ không bự không. 17. Cao ha. Cây này nghe. Hước dây ha anh. Chưa, chưa tới. Này nó một... Trời ơi, cao dữ nha. Mét 2 vậy? Cái mét đây. Trời. Cái mét mẹ đi. 1 mét. Mét rồi, thôi. 1 mét luôn nghe bà con. Chuyện cho anh Giang bà con đi bà con ơi. Chiều ngang này nó có 67 cỡ 60 thôi. Trời. 70 cũng được bẻ bẻ. Rồi. Bẻ ra bự này đó. Đang uống luôn nghe bà con. Đang vô dây bà con ơi, thở này uống cũng khéo lắm. Bán cho dây luôn rồi. Quanh này 19. Rồi. Cũ đi. Bán vào bán. Đo này đo An Giang bà con ơi, đo 24 nè. Cái chiều cao nắm nước mấy cỡ mét thôi đó. À, quen vòng đế luôn anh. Cây này mới bứng lên nó cũng thần chậu bà con ơi, bị dâm vô đây vậy sẵn rồi. Dàn phát này bông đẹp lắm. Cây này cây số 17 cũng giá 1.500.000. Báo ship toàn quốc luôn bà con ơi. Rồi giá 1.500.000 luôn. Nha. Rồi cây cuối luôn anh. Rồi cũng là cây cuối luôn bà con ơi. Rồi mình chào bà con rồi, luôn. Rồi chào bà con và khán giả luôn. Gắn bà con ủng hộ clip này cho hết 100 nha bà con. Bán giá sổ đó. Rồi chào anh Thuận luôn. Rồi về cây mới hoài nha bà con ơi. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.